Hello, welcome back to my channel Stats Game.com. Và các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Sunen Rodia 2D. Lên. Đi không? Một chút sức khỏe. Ok. Còn phòng tiếp theo. Oh my god. Mảnh giấy thứ hai. Ở đây thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả là 4 mảnh giấy. Mảnh thứ ba. Wow. See you. Sang căn phòng tiếp theo. Chỉ qua đây thôi. Xuống dưới đây nào. Thank you.
mình sẽ vào căn phòng này nếu muốn chuyện đó. Ok. Let's go. Ở đây thì các bạn sẽ gặp một cô gái và các bạn cùng cô gái này thoát khỏi ngôi nhà ma ám này. Are you okay? Help me. Who are you? My name is Alicia. Please get me out of here. Okay, I help you. Follow me. Ok, đã thoát khỏi ngôi nhà ma này. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ hai. Let's go. Đây thì mình sẽ phải đi tìm kiếm tất cả 20 tiếng kia. Sau đó thì sẽ tẩu thoát khỏi ngôi nhà của ma rồi. Bà ta đang xuống đây. Okay.
Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba của Danny Chapter 2. Đây. Thank you.
Oh my god. Ông bà này đều nghe thấy. Và bây giờ thì mình sẽ rủ bà ta xuống đây. Oh my god. Ok. Thêm một món đồ nữa. Có thể món đồ đó ở trên tầng 2. Vứt cái này ra đây để có tiếng kêu. Sau đó thì ông bà này sẽ đi ra chỗ có tiếng kêu. Rồi, đổ xăng vào
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ tư. Chẳng qua hello bạn. Đây là bị lỗi, mình sẽ vào lại xem. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến thứ 5, Brandy.
Oh my god. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Slenderilla, giờ xem nào. Ở đây thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả là 8 quyển sách, sau đó sẽ về vị trí ban đầu và tẩu thoát cái bản mới công ba này. Quyển sách thứ 2. Sách thứ 4. Đã được nửa chặng đường rồi. Và các bạn chỉ cần tìm 4 cái sách nữa thôi là sẽ thoát được khỏi nơi này, thoát khỏi sự bám đuổi của Slenderilla. Sẽ không hoàn thành được tựa game này và thoát khỏi mê cung ma này. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Roblox. Let's go. Bakra. Wow, ngồi sân này có 2 quả bóng ở đây.
Anh chàng này đi chậm thật, đâm ra mình phải chậm theo anh ta. Nếu không thì mình sẽ bị chết ngay. Anh ta đã chết rồi. Wow, mình chết theo. Ok, để lại. Đi rồi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang là cái tiếp theo, là đàn anh ba. Trong này có một tấm gỗ và mình phải mở cái cửa này ra. Lấy tấm gỗ này. Okay.
Xuất cây đây rồi. Các bạn phải tìm cách để thoát khỏi ngôi nhà này. Đây như kiểu là một tòa lâu đài của ông bà Granny. Mình sẽ xem chiếc thang lẻ nó đâu rồi. Không thì có thể ở phòng của bà Slenderina. Đây rồi. Bà ta rất là nhanh nhạy. Oh my gosh. Chết rồi. Wow. Đi luôn. Không có nỗi trốn luôn. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.